Sáng nay, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Tiên Lữ tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ tỉnh ủy về việc chỉ định đồng chí Bùi Tiến Duy giữ chức Phó Bí thư huyện ủy Tiên Lữ. Dự hội nghị có đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Phạm Huy Bình, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, trưởng Ban Nội chính tỉnh ủy. Ngày 18 tháng 10 năm 2019, Ban Thường vụ tỉnh ủy ra quyết định số 1756 về việc chỉ định đồng chí Bùi Tiến Duy, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Đội chính tỉnh ủy tham gia Ban chấp hành Đảng bộ huyện, giữ chức Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Phó Bí thư huyện ủy Tiên Lữ, khóa 25, nhiệm kỳ 2015-2020. Trao quyết định và phát biểu giao nhiệm vụ Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy Đỗ Xuân Tuyên đề nghị tân Phó Bí thư huyện ủy Tiên Lữ Bùi Tiến Duy cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, không ngừng học hỏi, trao dồi kiến thức để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đặc biệt phát huy tinh thần đoàn kết để cùng với ban thường vụ huyện ủy, ban chấp hành Đảng bộ huyện phấn đấu hoàn thành các mục tiêu mà nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 25 đề ra.